Super nha, nhìn đẹp không các bạn? Rất là giàu luôn. Xe này là tổ chức đi đua là hơi bị ngon đấy. Ok, chạy nào. Wow. Đây là một cái xe máy xúc nha. Đây, mình đã lắp thành công rồi này. Wow, bây giờ mình sẽ xúc cát trên cái xe ben này nhé các bạn. Một gầu này, hai gầu này, ba gầu này. Tiếp theo là một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe bồn chở xăng dầu nha. Đây, xe bồn chở xăng dầu rất là đẹp luôn. Ok, chạy luôn. Ê, nó tông vào cái xe cứu thương này các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá nha. Đây, một chiếc xe ben khổng lồ các bạn ạ, chở rất là nhiều ô tô con. Bây giờ mình sẽ coi. Wow, đây là một chiếc xe gì đây các bạn? Đây là một chiếc xe, để mình xem nào, có số 120 ambulance. Xe này là xe cứu thương nha, xe cứu thương đây các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử nha. Wow, xe này chạy khá là mạnh các bạn ơi. Đây, tiếp theo đây là cái xe gì này? À, đây là một cái chiếc xe gì đây? Có chữ gì là super chặt này các bạn. À, xe có cabin này màu vàng rất là đẹp luôn. Xe này là cái đầu kéo nha, chắc là đầu kéo của xe container ấy. Để mình xem nó chạy nó có ngon không nha. Ui, chạy rất là dữ các bạn ơi. Đây, tiếp theo là một chiếc xe gì đây? Xe poly này các bạn ơi. Xe này có số 23. 23, xe này là xe cẩu kéo nha. Ok, cho chạy luôn. Xe này chạy rất là mượt các bạn ạ. Đây, tiếp theo. Tiếp theo là một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe bồn chở xăng dầu nha. Đây, xe bồn chở xăng dầu rất là đẹp luôn. Ok, chạy luôn. Nó tông vào cái xe cứu thương này các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Ok. Đây. Wow, đây là một chiếc xe xe chở rác các bạn ơi. Xe chở rác này. À, trên đây nó còn có một cái thùng rác mini này, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, lên đường chạy thôi. Wow. Ui, xe này chạy rất là xa các bạn ạ. Đây, tiếp theo. À, lại một chiếc xe cứu thương. Đây, xe cứu thương các bạn ơi. Đây, xe cứu thương có số 120 này. À, xe này rất là đẹp luôn. Xe này chỉ có màu màu trắng và màu đỏ thôi nha, nhìn rất là đẹp đấy. Ok, chạy nào. Đây, cuối cùng còn có cái xe gì này? À, đây là một chiếc xe cần cẩu nâng người các bạn ạ. Hey, xe này rất là đẹp nhá. Xe có cái cẩu này, rất là dài luôn. Để mình nâng lên cho các bạn coi này. Wow, cao không? Rất là cao luôn. Đây, lên đường, chạy thôi. Tiếp tục đi chơi nào các bạn ơi. Win. Wow các bạn ơi, mình phát hiện đây có rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. À, đây rất là nhiều ô tô đua nha, xe đua đấy các bạn, xe thể thao này. Ừ, và hai cái xe chở ô tô. Đây, mình sẽ khám phá cái này trước đi. Đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe đua thể thao nha, nhìn rất là đẹp luôn, xe màu cam này. Wow, động cơ rất là mạnh luôn. Ok, bây giờ mình cho nó chạy nha. Đây, tiếp theo là có cái xe màu đỏ này các bạn. Đây là xe đua màu đỏ, super nha, nhìn đẹp không các bạn? Rất là giàu luôn. Xe này là tổ chức đi đua là hơi bị ngon đấy. Ok, chạy nào. Wow. Đây, chạy nhanh hơn cái xe kia nha. À, đây còn một cái xe màu vàng này. Xe này cũng là dòng, không biết phải dòng đua không này. Xe này là xe Lamborghini nha. Xe này là dòng xe sang thôi. Xe này là xe đi chơi thôi, không đi đua các bạn ạ. Ít ai mà đi đua vào xe này lắm. Rồi, ok, chạy nào. Wow. Nè, xe này nó nặng quá các bạn ạ. Ok, bây giờ còn hai cái xe này này. Hai cái xe chở ô tô. Nè, cũng chở hai cái xe đua thôi nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Ok, đây, một chiếc xe đua màu vàng. Đây, đẹp không? Rồi, bây giờ mình sẽ cho lên xe để đi nha các bạn.
Un. Rồi, ok, nâng thang lên. Rồi, đi thôi bác Tài ơi, đi thôi. Đi lên. Đây. Bên này nâng thang lên luôn nha. Nâng thang này. Nâng thang là bắt đầu cho chạy luôn này các bạn ơi. Wow, cái xe này động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Thấy không? Wow. Win, tiếp tục đi chơi thôi nào. Ái chà. Rồi, đi thôi các bạn ơi. Win. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có rất là nhiều xe đang làm việc này. Ui, ở đây còn có những cái xe bị hư này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa nữa nha. Ui, đây là cái xe gì đấy các bạn? Xe gì bị hư này? Xe gì bị hư bây giờ còn chú tài xế đang ngồi đây thôi mà không thấy cái phần trên của cái xe đâu. Bây giờ chúng ta đi tìm nha. Đây cũng có một cái phần của cái xe này các bạn. Hay là của cái xe này. Bây giờ ta đáp thử xem nha. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Đây là một cái xe máy xúc nha. Đây, mình đã đáp thành công rồi này. Wow, bây giờ mình sẽ xúc cát trên cái xe ben này nhé các bạn. Một gầu này. Hai gầu này. Ba gầu này. Rồi, sắp đầy rồi các bạn ơi. Bốn gầu này. Wow, cái xe này bốn gầu đã đầy rồi các bạn ạ. Cái xe ben này, xe ben chở cát này hơi bé nha. Ok, bây giờ mình sẽ ben cát cho các bạn coi nha. Đổ cát rất là ngon các bạn ơi. Đây, xe ben màu vàng này. Rồi, cho lên đây đi. Ui, mình phát hiện ở đây còn có một cái xe cổng múc cát này các bạn ơi. Này, xe cổng múc cát nhìn rất là đẹp luôn. Xe này màu vàng nha. Này, xe ben bé mà có cái gầu rất là to luôn. Ok, để múc cát luôn cho các bạn coi. Ai xa, nó sẽ bị đổ đó các bạn ơi. Rồi, đừng lại. Dừng lại đây nha. Nè. Rồi, ok, xe này múc cũng khá là ngon nha. Nhưng mà xe này bé quá các bạn ạ. Múc hơi lâu. Bây giờ mình coi nào. Ui, đây có một cái xe cổng múc cát khác rất là to đây này các bạn. Xe này to chưa? Hay sao? Xe này có cabin là màu xanh nước biển này. Rồi, cái gầu múc cát màu vàng này rất là to. Bây giờ mình sẽ múc nha. Wow, đã quá các bạn ơi. Cái xe này nó bự này. Múc hai gầu cái là đầy cát luôn đây. Wow, rất là tuyệt vời nha. Rồi, đi thôi. Chở cát xuống công trình thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ben cát đây nha.